Vì đại sự này mà chư Phật Như Lai tới thế gian này. Để làm gì? Giúp chúng sanh nhanh chóng thành Phật. Quý vị vốn là Phật, nay quý vị niệm Phật, chắc chắn làm Phật. Vốn là Phật mà. Chuyện thế gian, chuyện trong 10 pháp giới, đừng quan tâm tới. Tùy duyên là tốt rồi, không nên phan duyên. Cổ Đại Đức dạy chúng ta, tùy duyên tiêu cựu nghiệp, mà tái tạo tân ương. Nếu chúng ta không biết, đối với hết thảy người và sự vật xung quanh, vẫn khởi tâm động niệm, vẫn còn phân biệt chấp trước, đấy là quý vị đang tạo ương họa mới. Quý vị liền tạo nghiệp, lầm rồi. Trên mặt sự bèn tùy duyên, trong lòng phải tinh sạch. Sự là gì? Là giả, sự sự vô ngại. Chỉ cần chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước, chướng ngại gì cũng đều chẳng có. Chướng ngại là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là chướng ngại nghiêm trọng nhất. Thứ nhất là đối lập. Quyết định chẳng thể đối lập với người khác. Chớ nên đối lập với sự, chớ nên đối lập hết thảy vạn vật. Trước hết phải tiêu trừ điều này, thành tựu viên mãn đạo nghiệp của chính mình trong một đời này. Quyết định chớ nên có ý niệm khống chế, càng không nên có ý niệm chiếm hữu. Hãy học điều này, thực hiện từ chỗ này. Làm thế nào để hóa giải ý niệm niệm A-di-đà Phật? Để hóa giải, trong tâm ta chỉ có A-di-đà Phật, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật, nhất tâm mong quay về thế giới cực lạc sớm hơn một chút. Đến thế giới cực lạc để thành Phật. Hoàn cảnh tu học ở bên ấy tốt đẹp, thọ mạng con người lâu dài, vô lượng thọ, lại thành tựu nhanh chóng. Vì sao? Hoàn cảnh tu học tốt đẹp. Quý vị chắc chắn chẳng gặp duyên gây chướng ngại. Quý vị tìm ở đâu không có chướng ngại? Đều là duyên thành tựu. Do vì quý vị ở bên đó, những người quý vị được tiếp xúc đều là chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát. Phải hiểu, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị có thể thời thời khắc khắc tiếp xúc mười phương hết thảy chư Phật Như Lai. Quý vị có năng lực phân thân. Ngồi nơi đó nghe A-di-đà Phật giảng kinh thuyết pháp, đồng thời phân vô lượng vô biên thân đến thập phương thế giới lễ Phật cúng dường, nghe Phật thuyết pháp. Trong mười phương thế giới chẳng có duyên phận này, nhưng thế giới cực lạc trọn đủ. Do vậy, học rộng nghe nhiều thì đến thế giới cực lạc sẽ thực sự học rộng nghe nhiều. Chư Phật đích thân giáo huấn, quý vị có năng lực phân thân. Quý vị nói xem, nhân duyên thù thắng như vậy, hoàn cảnh học tập thù thắng như vậy, có thể nào không đến đó? Cớ gì tham luyến nơi đây? Thích Ca Mâu Ni Phật sợ chúng ta ở nơi đây sẽ dấy động ý niệm tham luyến, cho nên suốt đời chẳng lập đạo tràng, chẳng tham luyến. Chỉ cho phép ngủ dưới mỗi gốc cây một đêm. Vì sao? Bóng cây rất lớn, quý vị dấy lên tâm tham, nên chỉ có thể ngủ một đêm, ngày hôm sau sang chỗ khác,
Thế định như vậy nhằm đoạn tâm tham của quý vị. Đúng là phương tiện thiện xảo, giúp cho chúng ta chẳng sanh phiền não, giúp cho chúng ta chẳng tạo tội nghiệp. Một đại sự nhân duyên này, cũng có người nói một đại sự nhân duyên này chính là sanh tử đại sự. Nếu hiểu theo ý nghĩa ấy thì chưa đủ thấu triệt. Thấu triệt vẫn phải là tuân theo kinh điển để nói. Trong kinh điển đã nói khai thị ngộ nhập Phật chi tri kiến. Đại sự nhân duyên là chuyện ấy.